Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại video DC nhé. Hôm nay thì mình sẽ review mọi người một chiếc máy hút dầu của hãng HPMM, đó là dòng HD2390. Đây là dòng máy hút dầu bằng điện nhé, bằng điện không phải dùng bằng khí lén, 100% bằng điện luôn. Thì cái máy này nó sẽ có thêm một cái chức năng là có phễu hứng ở bên trên này. Thì hãy cùng mình nhìn qua cái thiết kế của chiếc máy này. Đây, cái phần máy này thì được phần bên trên nó sẽ thiết kế là phần bình chứa dầu hút trực tiếp từ phần buồng dầu của ô tô ra nhé. Thì trên này nó sẽ có cái thước thăm dầu bên trên này, nó sẽ là 9 lít nhé, bình thủy tinh. Bên dưới này thì là bình chứa dầu bên dưới, nó chia thành hai khúc, khúc bên dưới cùng này nó chính là bình chứa dầu là 50 lít. Phần bên trên này chính là motor để phần bộ hệ thống điện bên trên hút dầu trực tiếp. Máy điện này thì nó có một cái ưu điểm là hút nó rất là đều. Đó, và anh em không cần phải đầu tư máy nén khí lớn, anh em chỉ cần sử dụng bằng điện anh em có thể hút được rồi, không cần phải dùng bằng nén khí nhá. Đó, đấy là một cái đặc biệt của nó. Thì cái máy này nó sẽ theo phụ kiện kèm theo máy là một dây này, một dây điện nguồn. Đấy, một dây điện nguồn kèm theo này. Bên đây thì nó sẽ có một công tắc nguồn này, bật tắt này. Đó, một đèn báo nguồn và một cầu chì. Đó, tiếp tục đến bên dưới này là cái phần điều chỉnh khóa on off để mình điều chỉnh dầu từ bên trên xuống bên dưới. Vẫn giống như các dòng hút dầu bình thường, nó sẽ có là một van hút và một van xả trực tiếp từ bên dưới xuống và kèm thêm những cái ống, nhé. Ống để mình thay đổi cái kích thước để cắm vào hút dầu. Đó. Thì bây giờ mình sẽ test trực tiếp cái chiếc máy này để cho anh em xem nhé. Khi mình hút dầu nhá thì mình sẽ cắm trực tiếp vào một cái thước thăm dầu vừa mấy cả cái phần cái thước thăm dầu của mình, do mình bật on lên này. Để mọi người nhìn này, nó sẽ tự hút vào này. Đó. Đây nó sẽ có một cái van ống hút nhá, ống xả nhá, thì mọi người sẽ cắm ống xả trực tiếp bên trên này. Để mọi người nhìn này, sẽ hút trực tiếp vào. Đấy. Tốc độ hút nó sẽ rất là nhanh nhá. Mọi người nhìn này, ống hút rất là căng này. Máy điện này thì mọi người không cần phải chờ nhé, không cần phải chờ lượng hơi nó đủ vào trong kim đồng hồ nữa, mà mọi người chỉ cần cắm vào là tự nó sẽ hút lên ngay. Đó, đặc biệt của máy điện nó sẽ rất là hợp lý ở cái như vậy. Để mọi người xả dầu trực tiếp từ bên bình chứa trên xuống bên dưới nhá, mọi người chỉ cần mở cho mình cái van này, mở van ra. Đó, thì tự dầu nó sẽ xả xuống bên dưới luôn. Đấy.